Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy Maruyama. Nó có tên là KC26MX nha các bạn. Maruyama BitM. Cái máy này nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Chụp giật trợ lực. Kéo từ từ ra buông vào nổ nha. Những người lớn tuổi thì giật rất là dễ dàng các bạn. Kéo từ từ ra đến điểm xanh, buông vào là nổ. Cái máy này nó có sở hữu một cái Xiaomi là 34 ly nha các bạn. Nòng 34 ly đó các bạn. Dung tích xi lanh là 26cc. Với tầm làm vườn rất là mạnh mẽ các bạn. Con máy nội thất nó thật là xuất sắc các bạn. Các bạn nhìn xem, nội thất nó thật là xuất sắc. Ở ngoài cũng rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn xem. Nồng trắng tinh luôn. Phấn không? Rất là đẹp. Nó chạy một cái chế quạt khí Wanro tự động nha các bạn. Chế quạt khí của Nhật, Wanro tự động, máy Nhật bãi, chế quạt khí Wanro, nguyên bản nguyên zin, nó không có độ chế gì hết đó các bạn. Nắp xăng kính nha, dòng này nắp xăng kính. Nắp xăng kính không có lỗ thông hơi nha, ở ngay nắp nha các bạn. Nắp xăng kính có ròn này ha, nắp xăng kính không có lỗ thông hơi, nó có thiết kế một lỗ thông hơi riêng các bạn để cân bằng áp suất cho cái bình xăng con, cái chế quạt khí nó rút xăng lên dễ dàng đó các bạn. Đây cái lỗ thông hơi này nó để cân bằng áp suất các bạn, nó để cân bằng áp suất cho cái bình đựng xăng này, nó cân bằng áp suất với khí trời cho cái máy nó hoạt động tốt hơn các bạn. Chế quạt khí Wanro nha. Đây các bạn xem ha, chế quạt khí Wanro, đây chữ Wanro đây các bạn. Made in Japan nha các bạn. In xà bằng mình soi cho các bạn xem. In xà bằng nha. Rất là đẹp luôn ha. Made in Japan. Có Suzuri đây đây các bạn. Suzuri. Đây mình lấy nét lại cho các bạn xem Suzuri của nó. Lấy nét Suzuri ở đây. Máy tình trạng rất là đẹp các bạn. Mới chát luôn. Nhìn cái nòng là biết máy mới có mức độ nào. Công tắc nó đây các bạn. Công tắc on off đây. Xuống vậy là off ha. Lên là on. On là chạy các bạn. Xuống off là tắt. Chạy nè. Tắt nè. Chạy.
thấy không? Tem còn, tem còn rất đẹp luôn. Không có độ nét. Móc dây đeo đây nha các bạn, móc dây đeo cầm đây, tay Maru này sở hữu cái tay gà bóp nha các bạn, tay gà bóp nguyên bản của nó các bạn, tay gà bóp của nó này. An toàn sử dụng đây, tên máy nè, Maruyama Beat M ha, 26cc, đồng nghĩa với 26cm khối, 26 phân khối. Đây, tên chính thức là đây các bạn, KC26MX. Đây có logo, logo này là logo tiết kiệm xăng nha các bạn, tiết kiệm xăng, tiết kiệm sức. Ở đây là nó giới thiệu về cái chụp giật trợ lực của nó nè các bạn. Đây có hình lá cây nè các bạn, hình lá cây của chữ Eco nè, có hình lá cây có nghĩa là bảo vệ môi trường, màu xanh đấy các bạn, màu xanh là màu bảo vệ môi trường. Này, đây là cái trắng cỏ zin của Maru luôn các bạn, cỏ zin của Maru luôn. Lưỡi này dính từ bãi luôn các bạn, lưỡi hợp kim, lưỡi này lưỡi hợp kim nha, cũng hư mấy cái me, nó dính nguyên từ bãi đó các bạn. Đây, chống dính cỏ này là cực kỳ hữu hiệu nha các bạn. Chén ấp ngược nè, các bạn thấy không, một chén ấp ngược. Đây có chống mài mòn nữa các bạn, chống mài mòn, chống trên chống dính cỏ, dưới chống mài mòn, rất là êm luôn. Chế hoạt khí quanh rồ các bạn, Made in Japan. Rồi, đại khái máy vậy nha, để mình test thử cho các bạn xem nha, rất là dễ nổ các bạn.
giật rất là dễ. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Bơm xăng đóng e. E gió nó ở sau này các bạn. Đè xuống là đóng nha các bạn. Lên vậy là mở nè, xuống vậy là đóng nè. Mở chạy mới được, đóng thì cho để khởi động cho nó lên xăng nha các bạn. Trong lúc mình cắt cỏ thì phải mở e mới được các bạn, mở e chạy nó mới mạnh. Và để mình test thử cho các bạn xem nha. Kéo từ từ ra nha các bạn. Đây, các bạn thấy giật rất là nhẹ nhàng các bạn. Chưa tới điểm xanh cũng nổ nữa các bạn, rất là nhạy nổ luôn. Tới điểm xanh nè, chưa tới điểm xanh cũng nổ nữa các bạn. Máy mới đã chưa cần tới điểm xanh cũng nổ nữa. Rất là nhạy các bạn, bố rất là nhạy. Cái loại công tắc on off này mình tắt xong rồi mình đẩy lên nha các bạn. Tắt vừa tắt xong là đẩy lên để mình khỏi quên. Để quên cái khởi động nó không chạy. Máy rất là to các bạn. Rất là to luôn. Nha. Rồi, cái video mình test cái máy Maruyama Beat M. Nó có tên là KC26MX, nòng 34 ly, 26cc. Đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.